Rồi, xin chào các anh chị và các bạn nha. Sau lưng đây là bạn Nguyễn Tấn Thành, giám đốc trại giống OBS tại Ninh Thuận ha anh chị. Và sau lưng đây các bạn thấy đây là một cái khu nuôi. Thứ nhất cái mục tiêu hay là của bạn Thành đó là nuôi ở đây là nuôi dèo. Nuôi dèo là nuôi dèo về khoảng 2 đến 3 ngàn con có thể cung cấp cho các anh chị em ở trong khu vực Cam Lâm của Khánh Hòa, thậm chí có thể đem ra tới Phú Yên cũng được, từ 2 đến 3 ngàn con ok. Nếu các anh chị gặp khó khăn trong cái vấn đề là nuôi dèo ở trong giai đoạn đầu thì ở đây được xây dựng rất là kỹ lưỡng các anh chị ha, thì Huy sẽ quay tổng quan. Ngoài ra thì nếu các anh chị không có mua giống, mua tôm 2 đến 3 ngàn con thì chúng ta sẽ nuôi luôn về lớn không có gì hết, và sau đây Huy sẽ giới thiệu cho các anh chị toàn thể cái khu nuôi này ha. Tổng số nó khoảng là được 600 mét vuông, thì nó có hai cái hồ. Hồ này là hồ khoảng 120 mét vuông này các anh chị, hồ lớn. Đấy. Và có hai cái hồ 120 mét vuông. Thì trên đây là làm khung kèo bằng sắt thép hết cái gì ha. Lợp tôn sáng và có không khí đi vào đàng hoàng, và có tách ra một cái khoảng trống để cho cái khí nó thoát này, cái khí nó thoát ra ngoài. Nếu như mai mốt mình nuôi, tại khi trong quá trình mình nuôi thì khí nó sẽ rất là nhiều ha. Cho nên là mình sẽ cho nó thoát đi. Đây là cái ống để mà làm cái lượng oxy ở trên trời đưa xuống, và cũng như là hệ thống nước. Đấy. Và được xây rất là kỹ lưỡng. Hồ đây cũng là hồ 120 khối. Và cái cách xây thì rất là đơn giản, đó là tô dưới đáy đi và giật cấp ha, giật thêm một cấp ở đây nữa. Các bạn thấy giật cấp này. Thì mỗi cấp như vậy nó cách khoảng tấc thôi. Đó, và tất cả các khoảng dơ nó sẽ ra hết đó, và tiến hành sẽ là lót bạc đen nha, lót bạc đen. Ở đây là mỗi hồ 80 mét vuông nữa các bạn ha. Ở đây có 4 hồ 80 mét vuông. Đấy, thì dự kiến cái khu này các bạn biết là một hồ 80 mét vuông thì chúng ta có thể thu hoạch là thừa sức đâu đó tầm khoảng 5 đến 6 tạ, tức là 5 đến 600 kg tôm. Tại vì mình nuôi ở mặt độ cao các anh chị ha, nuôi mặt cao. Đấy. Và hồ này thì 120 mét vuông thì ít nhất chúng ta có thể thu được khoảng 1 tấn tôm các anh chị ha. Đấy, thì sơ sơ ở đây thì có 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn để một vụ kiếm cũng được 4 tấn tôm ha. Đấy. Và nước thì được xả ra ngoài. Đấy. Đây, theo cái hố siphon ở đây, xả thẳng ra ngoài cái hố ngoài kia để là siphon ra ngoài biển. Đấy. Ha. Đấy, khu nuôi toàn thể lập mái đàng hoàng. Đấy. Thì cái cách làm nó rất là đơn giản vậy thôi. Và ngoài ra thì ở đây Huy cũng cũng cho làm một cái khu vực để mà xuất tôm 2 đến 3 ngàn con bằng cách là đóng gói nó ha. Ở đây. Đấy. Khu vực này, khu vực xuất xuất tôm. Đấy, cũng làm rất là kỹ lưỡng ha. Đấy, xuất tôm. Ở đây thì cái phòng nghỉ cho anh em làm việc để nghỉ ngơi. Đấy, làm việc để nghỉ ngơi. Đấy. Cái phòng như khách sạn. Cái phòng Thành này, trang bị dữ quá. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, sơn sửa rồi lập lây phong rồi nữa, ghê quá. Này chắc mai mốt không nuôi tôm nữa thì cũng có thể làm nhà hàng, khách nhà hàng bán hải sản cũng được. Đó, các bạn đấy, bên ngoài đây, khu bên ngoài đấy, ở bên ngoài đường thì xe thoải mái, xe thu tôm rồi hoặc là xúc tôm là đi thoải mái các anh chị ha. Đấy, khu vực này là khu toàn bộ ở đây là trại giống các anh chị ha, trại giống, nhưng mà cũng bỏ lâu rồi, bây giờ người ta chuyển đổi qua những ngành nghề khác rất là nhiều, không còn làm trại giống nhiều ở đây nữa. Hôm nay đến đây là hết rồi, và chúng ta đi thăm một số cái khu khác của Huy tại Cam Ranh cũng như là ở Ninh Thuận các anh chị nha. Cảm ơn các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị và các bạn ngày mới vô cùng tuyệt vời. Yes.